Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại sảnh của trường đại học FPT Greenwich. Tại đây đang diễn ra buổi định hướng dành cho các bạn tân sinh viên mới. Tham dự chương trình này không chỉ có các bạn sinh viên mà đồng hành cùng các bạn là các bậc phụ huynh. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bậc phụ huynh nhé. Theo như ý nghĩ của cô, gia đình cô muốn đưa em vào trong trường học này là cô rất tin tưởng, bởi vì so với các trường đại học khác mà thì cô luôn luôn là muốn cho em nó vào đây nó học được cái đầu tiên ấy là kỹ năng sống. Xong cái thứ hai nữa là cho em nó vào đây là nó có được một cái kiểu như là học tiếng Anh ấy nó chắc chắn là nó so với các trường đại học bên ngoài tiếng Anh ở đây cô nghĩ là vào đây học tốt nhất. Cô cũng cô xin học cho em ở trường đại học MBT và cô cũng rất mong muốn là em sẽ học tốt và sau này khi em học 3 năm đến 4 năm em giờ ra trường em có một tấm bằng tốt, vì nhà trường ở đại học học ở đại học FPT thì thấy điều kiện học tập của các cháu tốt, các thầy cô giáo tốt và nhà trường của mình cũng đào tạo theo chương trình của Anh, đến năm ta là gia đình cũng rất mong muốn là cho em học được những cái văn minh của bên trường đại học FPT và trường đại học Anh. Ông trường rất tốt, bình đoán là hướng dẫn cho cháu vào từng lớp để giải quyết thủ tục nhập học, và ông thấy là sự chuẩn bị nhà trường quá tốt. Cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của các vị phụ huynh. Chúc cho buổi khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc các bạn tân sinh viên có một khởi đầu đầy phấn khởi cho năm học mới.